đó. Thì hôm nay Quang sẽ có một cái chủ đề tiếp theo cũng muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần nhật ký YouTube của Quang, đó là tương tác nóng và tương tác nguội là như thế nào. Sẽ có rất là nhiều các bạn và các quý anh chị chưa hiểu cái từ này là như thế nào, thì hôm nay Quang cũng chia sẻ luôn ha. Hình như các bạn cũng biết á, khi mà làm YouTube đối với những kênh mới ha, thì chủ yếu những cái video clip của Quang chia sẻ dành cho tất cả các bạn mới làm thôi, còn các anh chị em nào mà đã làm lâu năm, đã có kinh nghiệm hoặc là đã bật kiếm tiền rồi thì vui lòng mà bỏ qua giùm Quang ha. Thì khi mà mình làm YouTube đúng không, thì ngoài cái việc mà mình đăng video đều đặn kiên trì mỗi ngày qua 1 tháng hoặc là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó, có một cái sự gọi là đều đặn và đúng giờ giấc mỗi ngày. Ví dụ 9 giờ thì mình cố gắng đăng đều 9 giờ sáng mỗi ngày, giống như Quang đang đăng đều mỗi ngày ha. Thì bên cạnh yếu tố đó thì cái yếu tố tiếp theo đó là mình phải cố gắng đi tương tác thường xuyên và nhiệt tình và cố gắng là nhiều nhất có thể mỗi ngày. Thì sẽ có hai cái từ gọi là tương tác nóng và tương tác nguội là như thế nào. Tương tác nóng có nghĩa là trong quá trình mình live stream đó các bạn, ví dụ cái kênh đã 1.000 subscribe đúng không, thì mình cố gắng mình tận dụng cái việc live stream trên điện thoại, còn nếu mà kênh tạm thời chưa đủ 1.000 subscribe thì mình nếu máy tính nhà mình có kết nối với webcam á, thì mình cố gắng live stream mỗi ngày trên máy tính, còn nếu mà chưa có thì các bạn có thể sắm một cái webcam rẻ rẻ thôi cũng được, miễn là nó có cái chế độ HD 720 hoặc là 1080 là ok rồi, tôi nghĩ nó cũng không quá mắc đâu. Thì mình đầu tư một con đó để mình làm con webcam đó để mình có thể live stream gọi là tương tác nóng mỗi ngày trên các video của mình bằng cách live stream. Thì trong quá trình mình live stream đúng không, mình sẽ có một cái câu chuyện gì đó mình nói, mình chia sẻ. Thì trong quá trình mình nói thì lâu lâu khoảng vài phút, 5 phút gì đó, mình sẽ gọi là kêu gọi sự tương tác và chia sẻ cùng mọi người, kêu gọi mọi người like hoặc là đăng ký kênh, subscribe kênh của mình để mình có thể tiếp nối cái câu chuyện của mình một cách tốt hơn, gọi là có một cái sự ủng hộ và tinh thần cho mình á. Đó. Đó là tương tác nóng. Rồi còn tương tác nguội là như thế nào? Tương tác nguội có nghĩa là mình sẽ đi xem và tương tác kênh cho người ta. Ví dụ một cái kênh A nào đó, mình sẽ đi xem cái kênh A đó đúng không? Xem một cái khoảng thời gian nhất định và các bạn nhớ là xem video của người ta từ 4-5 phút trở lên rồi hãy làm những cái tiếp theo như là like, comment, nó đại loại như vậy thì nó sẽ hiệu quả và kênh của mình, những cái comment của mình nó sẽ không có bị đánh giá là spam nha các bạn. Mình thấy có rất là nhiều bạn làm theo kiểu là nhảy vào kênh của người ta đăng ký liền, sau đó không có xem video hoặc là xem quá ít thời lượng hoặc là comment. Những cái từ nó không có mang tính xây dựng, không có mang cái giá trị tích cực, như là sụp chéo không, mình đã trả bạn rồi vui lòng trả lại mình nhé, mình đã ghé thăm bạn rồi vui lòng thăm lại mình nhé, thì mình không nên có những comment như vậy. Có những mình hãy comment những cái câu từ gì đó liên quan đến cái nội dung của người ta, ví dụ cái tiêu đề của livestream hoặc là video của người ta là nói về đi đi hái chôm chôm đi, thì mình hãy comment có những câu từ liên quan đến cái vụ gọi là hái chôm chôm. Có thể mình xem một vài phút để mình biết được cái nội dung chính, cái nội dung chủ yếu trong clip người ta nói là cái gì, để mình có những cái câu từ comment cho nó sát với cái chủ đề video để cho nó mang tính xây dựng và đem lại cái giá trị gọi là để cho cái chủ video biết là mình đã xem video rồi, chứ không phải là mình lướt qua mình kêu gọi người ta trả lời hay là đăng ký ngược lại cho mình, thì như vậy nó sẽ không hay. Ví dụ clip nói về đi hái chôm chôm ở vườn trái cây đi, thì mình sẽ nói đi hái chôm chôm vui quá bạn, mình sẽ cố gắng đặt những cái câu hỏi thêm nếu được, ví dụ như đi hái chôm chôm được nhiều không bạn, bao nhiêu một ký ở đại loại như vậy, thì sẽ khi người ta vào cái người ta xem comment của mình đúng không, người ta sẽ trả lời thì nó sẽ có cái sự tương tác qua lại.
Và mình nhớ để ý một điều là để có được những cái subscribe đăng ký gọi là hiệu quả và gọi là tương tác qua lại dài lâu á, thì mình hãy cố gắng mình kiểm tra mail của mình mỗi ngày. Ví dụ trong cái phần vô Gmail của mình nó sẽ có cái phần YouTube á, cái ô cái học quảng cáo, cái học thư của YouTube á, thì mỗi lần có những cái video của kênh mới người ta đăng lên, hoặc là những có những cái trả lời của người ta đối dành cho mình á, thì mình nó sẽ hiện lên. Ví dụ quăng quay lại cái chuyện hồi nãy, ví dụ như mình comment mình hỏi là chôm chôm bao nhiêu một ký đúng không, thì người ta sẽ trả lời, người ta nói là 5.000 một ký đó bạn, ví dụ như vậy. Thì cái câu 5.000 một ký nó sẽ hiện lên trong cái phần mail của YouTube, và mình cố gắng mỗi ngày mình kiểm tra và mình nhấp vào cái phần trả lời để mình xem. Ví dụ người ta trả lời 5.000 một ký thì mình sẽ trả lời tiếp thêm một cái lần tiếp theo, đó là cảm ơn bạn, bạn đi hái nhâm chân vui quá nhỉ. Đó có nghĩa là làm sao để mình cố gắng mình tạo cái sự tương tác trả lời qua lại giữa mình với người cái chủ chủ cái video đó, để có cái sự gọi là tương tác qua lại gọi là một hai lần, hai ba lần gì đó. Thì tại vì như các bạn cũng biết, không phải người nào mình đăng ký cho người ta, mình comment một lần là người ta đăng ký lại đâu. Có khá là nhiều người, người ta kỹ, thứ nhất là kỹ tính, cái thứ hai là người ta muốn có, hoặc là kiểm tra xem những cái người người ta đăng xem video của người ta có hợp lòng hay không á, gọi là người ta muốn sở hữu, hoặc là muốn có được những cái người bạn thực sự là tương tác dài lâu qua lại gọi là một cách đều đặn và có thời gian tương tác trong thời gian dài á, thì người ta hay trả lời và người ta kiểm tra xem là mình có trả lời tương tác qua lại hai ba lần hay không thì người ta mới đăng ký kênh. Và sự khi mà đăng ký được những cái kênh, những cái video như vậy thì chắc chắn đó là những cái người bạn lâu dài các bạn, nên các bạn cố gắng để ý cái phần trả lời tương tác qua lại khi mà người ta trả lời mình đúng không, thì mình cố gắng mình kiểm tra mail mỗi ngày. Hoặc là thêm một cái nữa, đó là mình vô phần kênh của mình vô phần cộng đồng á, nó sẽ đều hiện lên những cái comment mỗi ngày trong cái những cái video, thì mình cố gắng mình đi tương tác được các bạn, cố gắng đi trả lời người ta. Tại khoảng thời gian đầu mình chưa có nhiều subscribe, nhiều đăng ký đúng không, mình cố gắng phải đi tương tác trả lời qua lại, đặt câu hỏi gì đó để có sự gắn kết giữa mình với những cái người bạn đó, thì mình mới có được cho mình những cái cộng đồng, những cái người bạn, những cái người theo dõi quan tâm mình một cách gọi là những cái người bạn gọi là thiệt sự đó các bạn. Tại khoảng thời gian đầu rất là khó khăn và mình rất là cần những cái người bạn, những cái người kết nối và giao lưu với mình như vậy để có được cái sự tương tác bền lâu và bền chặt. Thêm một cái nữa là nếu thật sự nếu mình biết được tên của cái người đăng đó là tên gì thì mình hãy cố gắng kêu tên người ta, tại vì bản theo theo cảm giác và cái suy nghĩ và cái trải nghiệm của Quang á, thì Quang thấy người ta rất là thích cái việc mà mình kêu tên người ta. Ví dụ thay vì ví dụ cái kênh của chị Vũ Thảo TV đi, Quang cũng mới biết được tương tác gần đây, thì thay vì mà em cảm ơn chị thì mình có thể thêm một cái ví dụ em cảm ơn chị Thảo nhé, đại loại như vậy. Tại vì theo cảm nhận của Quang là người cái suy nghĩ và bản tính của con người rất là thích người ta kêu mình bằng tên, là cái tên là cái gì đó nó rất là hay và gọi là mang lại một chút xíu gì đó nó rất là gắn kết gần gũi và ngọt ngào, theo Quang nghĩ là như vậy. Quang cũng rất là thích ai đó kêu Quang bằng, ví dụ Quang kêu tên của mình á, nó Quang nghĩ là như vậy anh sẽ tạo được cái sự thân thiện và gắn kết hơn so so với cái việc kêu bình thường. Ví dụ em chào chị nhé, em chào anh nhé thì nó cũng ok, nhưng mà nó quá chung chung đi. Thì thay vì như vậy, nếu có những cái kênh mà người ta hiện cái tên của người ta ra luôn á, thì mình nên cố gắng mình chào người ta bằng cái tên. Ví dụ em chào chị Thảo nhé, rồi em chào anh Dương nhé, em chào anh Tuấn nhé, em chào anh Phạm nhé, cảm ơn anh Phạm, anh Dương, anh Vũ, anh Quang, đó đại loại như vậy. Thì Quang nghĩ như vậy sẽ tạo được cái sự thân thiện đối với người ta, mà khi người ta đã thấy mình có được cái sự tôn trọng, trân trọng và có một cái gì đó gắn kết và thân thiện với người ta, thì chắc chắn người ta sẽ lưu tâm đến cái kênh của mình hơn, những cái video của mình hơn.
Tại vì mình có cái cách ứng xử khá là thân thiện và gần gũi, và người ta muốn đăng ký kênh mình để theo dõi qua lại dài lâu. Thì Quang nghĩ điều đó nó rất là tốt và rất là hay, không những trong làm YouTube mà trong bất cứ, Quang nghĩ trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Quang nghĩ nếu mà kêu tên người ta, mình chào Quang, em chào anh Quang, như đại loại như vậy, thì Quang nghĩ nó tạo được cái sự thứ nhất là ấn tượng, và cái thứ hai là sẽ làm cho người ta nhớ đến mình dài lâu hơn so với ví dụ một chục cái comment đi, ai cũng là chào bạn nhé, chào mình, chào anh nhé, thì mình xen vào một cái câu là em chào chị Thảo nhé, nó sẽ rất là khác biệt và người ta sẽ cảm thấy thích và cảm thấy mình là một cái người thân thiện và đáng được trân trọng. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video và tóm gọn lại một chút xíu nhanh, đó là tương tác nóng là gì và tương tác nguội là gì. Tương tác nóng là trong quá trình mình livestream trực tuyến á, mình sẽ kêu gọi người ta gắn kết giao lưu và tương tác với mình thông qua cái việc livestream. Còn tương tác nguội là mình sẽ đi tương tác xem những cái video cho người ta và sẽ like, comment, để lại những cái dòng bình luận nhận xét liên quan mật thiết đến cái video đó. Và thêm một cái nữa, nếu được, nếu mình thấy được cái tên kênh của người ta có mang cái tên, ví dụ tên Thảo, tên Dương, tên Phạm gì đó, thì mình theo Quang nghĩ, theo đó là theo đánh giá khách quan của Quang thôi, chứ không phải là nó sẽ đúng 100% là mình nên chào bằng cái tên của người ta. Ví dụ em chào chị Thảo, em chào anh Mạnh, em chào anh Tuấn nha, em chào anh Quang nha, thì như vậy sẽ tạo được cái sự thân thiện gần gũi và ấn tượng hơn là so với những cái kiểu chào bình thường. Rồi rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video, và nếu thực sự thích video này thì đừng quên cho Quang một like và subscribe để ủng hộ Quang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.